Đây bấm cho em đi. Bấm trước rồi đây nè. Đưa cao lên em, đưa cao lên nào, tôi thấy rồi. Đưa cao em không thấy đường. Cứ chở luôn, cứ đừng có chở. Hoa ngồi đi đi. Ủa sao nó không hiện xuống người anh coi? Biết nữa hả? Phải có người không vậy? Và chúng tôi đang có khu vực hoạt động gọi Soi Gương Magic du lịch khắp Việt Nam với mong muốn trở thành người bạn đồng hành cùng khách hàng trong những chuyến du lịch. Lightstart mang đến những chiếc gương ma thuật để sẽ giúp khách hàng những có những bức hình thật độc đáo với những địa điểm du lịch hoàn toàn khác nhau ở Việt Nam. Chúng ta cùng 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 gỡ hãy ngay cái khu vực sự kiện để đem về những phần quà hấp dẫn cho một tối ngày hôm nay và đem về những tấm hình thật là xinh xắn. Ủa nó cho ông phủ rồi nào? Em sáng rồi. Đâu? Đi không? Đi. Vô nó vô nó chờ đi. Vô nó cho mình quay không? Ủa đi này vô mà. Ừ. Có coi gì vậy? Cái gì? Có 6 người coi mà không nhìn được ai. Không biết thấy ai. Giờ bảy người này mà không sao mình không thấy được ai vậy? Không sao đâu. Đây, Dung mua đồ ăn cho mày nè Dung ơi. Mày ăn gì mày comment đi tao mua cho. Quay được rồi. Mày ăn gì comment đi mua cho. Cái này là thử nè. Đậu Hà Lan. Thử hả? Cái gì khoai dẻo hả? Trái cây đó, dẻo đó. Dạ có anh Phúc ơi, em đang ở chợ đêm. Thử đi, anh ăn thử đi. Anh ăn thử đi. Anh ăn thử đi. Anh ăn thử miếng cái này nè. Khoai con ngon mua cho mẹ. Có tụi nó. Anh kiếm này nè, khoai dẻo ở mua cho mẹ.
nít nè. Việc à, một ký học treo gió nha. Để tao gửi trực thăng về đem về cho mày nha Việt. Tao gửi trực thăng đem về cho mày nha. Ê mà đây không thấy hồng treo gió mày ơi. Tao không thấy hồng treo gió thấy mức không à. Đâu có hồng treo gió đâu đeo mày. Ê cái này Thanh Thanh, hút nước. Dẻo luôn vậy. Xây dẻo đó. Chị Quyên, chạy chạy. Đó là chị Quyên. Hello chị Quyên. Tao không có thấy hồng treo gió mày ơi. Tao thấy hồng treo gió đâu, tận mức không à. Đâu này nè, chị Quyên, chị Quyên đang coi á. Anh, ủa nó có hồng treo gió mà anh kiếm qua anh. Em đâu thấy hồng treo gió đâu. Thực ra cái ngôi này là thái chợ. Dạ dạ. Có bán không khí Đà Lạt không? Không khí Đà Lạt ha, để tao lấy bọc ni lông. Tao hứng cỡ 10 bọc tụi em vậy cho mày. Để tao ship lên cho mày ha. Nó ngon không? Hả? Ngon. Cái đó cái gì vậy? Cái đó mận hả? Mận cơm. Hả? Mận cơm là mận gì? À, định mua cho mẹ cái đó đó. Cái này là khoai lang dẻo. Anh coi trên đây nè. Nó có bên đây nè, anh ăn thử rồi. Này giống mứt dừa không? Mứt dừa. Có mứt dừa mua. Thôi bây Dung uống chai nào Dung ơi, uống chai nào tao mua nha. Dung chắc uống à. Nước cốt châu tầm. Dung chắc anh. Dung chắc uống cái này quá. Uống mua muối cho Dung không? Cái này nè 25 ngàn. Mua cho Dung đi. Này à, Dung này hả? Ừ. Dung muốn này hả? Thì thôi. Nó à, chai dâu. Uống chai dâu hả? Cốt này chứ, bữa đá vô. Ờ, chai dâu này đúng không? Dung, chai dâu này đúng không? Hồng treo gió tao có thấy đâu bà nội, ông nội ơi. Để chút tao ra ngoài tao coi có hồng treo gió không. Không, để chút tao ra ngoài coi có hồng treo gió không gì. Chai dâu này đúng không Dung? Ê nè, nó đổi này nè. Dung đổi này nè, mua cho nó đi. Này hả? Ừ, nó không chịu vô tắm đổi này nè. Dạ, em không chịu rõ, xíu mũi nè. Cái gì? Xíu mũi mua gì? À, cái này là cái gì? Nước cốt này bỏ nước vô hả? Nè, mua cho này nha Dung. Để tao kiếm gì tao mua cho mày với con Thủy uống rồi. Ăn rồi. Mua tụi bay hai mang mứt không? Mứt artiso. Mày với Thủy ăn mứt artiso không? Ăn mứt gì? Ăn mứt gì comment đi tao mua cho hai mày ăn. Mày ngon, mày mua cho Thủy gì cho hủ. Ai tụi bay ăn mứt gì comment đi tao mua cho. Vũ đế hả? Vũ đế đi rồi về tao ăn tao ship à. Em không có được, bóc em cục á. Vũ đế để về ông ăn tiếp à. Ăn mất gì nữa chứ, mà mày Thủy ăn mất gì tao mua cho. Ăn mất vô tầm nha. Dung nó mua gì lạ lạ ăn thử cho biết. Xíu mũi vẫn khó mà. Ngon. Ngon, nè cầm này cho bé Dung đi. Nè anh Thành cầm đi cho bé Dung đi. Cầm cho bé Dung đi. Cái này cái gì? Mà nó em ăn sao mua? Mua cái bình thường. Anh mua gì vậy lạ. Anh mua gì vậy lạ. À, mua cho Thủy với Việt. Mua cho nó này. Mứt dừa hả? Ok, mứt dừa.
mướn dừa miếng bự nha. Các bạn ăn mướn dừa miếng bự không? Mê miếng nhỏ. Ăn mướn dừa miếng nhỏ hay miếng bự? Ăn nào? Nhỏ bự, ăn bự cho đã. Anh Thành, anh Thành lấy này cho con Thủy cái gì đó. Cái gì nhiều vậy ông nội? Xài sẽ dẻo rồi, mứt dừa mày ăn nào. Xoài sẽ dẻo. Không có thấy xoài, thấy khoai lang hả? Thôi tao mua cho Thủy à. Thế là trả mức vừa đi mua cho Thủy nó hủ mức á, hủ nè. Để ăn. Để tao mua cho Thủy mức. Mức vô tầm đi dễ này cho nó ăn. Nè. Mức vô tầm ha, mua cho Thủy này nha. Thủy còn coi không Thủy ăn ăn này nha. Mua này cho Thủy nha. Thủy gì ăn chung nha. Hai mẹ ăn chung này nha, cái này ngon lắm. Này cầm em này. Có bịch không? Với mẹ, hỏi mẹ ăn. Không, mứt mứt dâu tầm, Thủy ăn mứt dâu tầm không? Mứt dâu tầm ngon lắm. Hỏi Thủy ăn mứt dâu tầm không? Thủy cho ăn mứt dâu tầm á. À cà phê kìa anh Thành. Anh Thành. Ê. Cà phê cappuccino. Lô em. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao em? Sao vậy? Mứt dâu tầm hả? Mứt dâu tầm đúng không? Qua luôn hả? Nhưng ăn gì? Hỏi ăn gì? Kìa. Hỏi ăn gì? Thế hỏi em ăn gì kìa? Hỏi ăn gì mua cho ăn. Hả? Không có hồng hả? Hồng chiêu gió hả? Hồng chiêu gió, ở ngoài, ở ngoài đúng không? Ở ngoài á. Đây là ăn hồng chiêu gió hả? Ê, nè. Hồng chiêu gió đúng không? Đây hồng chiêu gió đây. Từ đây à, đây đây à. Ở trên có 500 g ở dưới 250 g. Ừ. Chào anh ơi, cho anh để nhờ, để nhờ đi. Rồi Thủy mua hồng treo gió cho Thủy rồi nha, nữa thì đem về trở lên cho Thủy nha. Thủy về ăn chung nha. Anh hỏi mẹ đi. Ba. Ba. Ba nữa. Hỏi thì điện hỏi ba đi. Điện video ba. Ba nữa. Đó. Như vậy. Alo em. Có rồi nha. Dung ăn gì nữa không? Dung comment đi mua cho Dung. Phải Dung. À 250 g. Hai hơi gói hả? Ở bệnh viện mấy cái? Một bệnh cũng được á. Được á, cho bạn cho trình mấy cái á. Cái gì? Phải chục cái à? Hả? 10 cái. Mấy hộp không? 10 cái hơn mà. 10 cái hơn hơn á. 10 cái hơn, 10 cái hơn, 10 cái hơn. Dung ăn gì comment đi mua cho Dung. Rồi rồi ok. Rồi rồi ok. Rồi. Mua cho Thủy hai bịch. Dạ dạ. Gì mua cho mình. Có tiền. Nói không nhỉ? Em có tiền. Em có tiền. Em có tiền.
đây nè. Lạ lạ hả Dung, để kiếm gì lạ lạ. Đây, lại để cho nó đi. Em hai bịch nữa. Bịch đó rồi. Hả? Bịch nãy bịch, giờ bịch là hai bịch. Nó đi, hai bịch, tức là hai bịch tặng cho nó hai bịch hay sao? Không, hai bịch mua để, cho nó. Thì có coi không? Thì đang coi không? Từ 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 ấy. Mua gì lạ lạ hả? Để kiếm gì lạ lạ mua cho mày. Mấy kêu mua gì lạ lạ, mua gì trời trời. Trời thấy đây có gì đâu lạ. Nãy giờ có nhiêu đâu. Đâu có gì lạ, Dung có cái mức đó, Dung có gì đâu. Cái này nè, viên nghệ nha, hà thủ thô. Ăn cái vàng vàng này không Dung? Viên nghệ gì á? Ăn kẹo này không? Mà kẹo này trên mình cũng có mà. Kẹo này trên mình cũng có mà. Mua chai mứt, mứt đó cho mày đó Dung. Cái đó về pha uống ngon đó. Để xíu đi chỗ khác thôi, còn cái nào lại làm tôi mua cho. Ê, cái này Thanh. Ô muối ô mai. Ê hỏi anh Dũng ăn cái này không? Cái này nè. Hello Hùng. Đồ bằng dừa đúng không Hùng? Không có chật đúng không? Ô muối gì hả này chẳng có mà. Muối gì đã đảo không muối đó chẳng. Ê khô nè. Có bánh ngoài cái bánh gì à? Thôi đi con đi con. Ừ, để nữa Tết rồi về tao đem thêm nha Hùng. Nhiều lắm, để nữa Tết về đem thêm cho bạn. Cái này là gì ta? Xoài cái dẻo. Thành mất tiêu trời. Ủa Thành, Thành em kiếm gì nữa, sáu với chị Trinh đây hay là chỗ khác mua? Hả? Mua gì nữa? Ừ, cái này không thử được.
bò ha. Đây là khổ bò thôi, có đâu. Đâu? Cái mềm tay cái mối này đi. Thấy bình thường. Không có gì lạ. Không gì lạ, không có mua. Đợi lửa tính tiền anh ơi. Đâu có vỏ rồi. Đến tiền này. Đi chỗ khác coi. Tiền đi chỗ khác coi. Anh tính tiền bỏ tiền bỏ lấy bóp bỏ vô ấy nha. Em đứng ngoài đây nha. Em đứng vào đây. Đi, dâu Nhật. Để bớt thương chưa? Ủa giờ đi hướng nào? Em đi chơi đó, không được. Ý là đi em đi chợ coi, coi cái mấy cái trái lạ đó là coi đâu? Trong chợ trong. Dạ. Yeah. Sữa nành á, sữa nành ngon hơn. Vô đây hả? Sữa nành. Vô. Vô đi, vô coi. Ủa vô cho quay không vậy? Đó, cho.
luôn, hồi nãy nó có cho anh cái hộp đó. Thôi 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 thôi. Mua giùm. Mấy cái trái cây lạ lạ đâu. Không có gì mua cho mẹ. Không có gì lại lạ mua cho mẹ. Cô cho nó kìa. Tụi nó quay có mà. Có ba thầy coi. Xuống rồi giả chơi rồi. Dạ thầy khẩu quậy lưu niệm nữa giả chơi rồi. Được 3 tới 5 ngày nhưng mà vừa về phải bỏ lạnh liền. Ừ. Không biết nó hư cho nó hư đó. Thế là dâu thì trong mắt. Nè 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 cái trái này. Cái gì? Không biết thì bởi vì hỏi cái gì á. Không biết ăn gì cũng vậy. Cái này cái gì anh Thành? Nên không thấy giá cái dâu sấy đó không thấy giá, không có dán giá. Dạ em biết rồi chị Tiên rồi. Chợ, nhớ vô chợ mới mua. Em coi không à, em chưa mua, xíu nữa em vô trong kia mới mua. Vô đi vô đây em coi mấy cái trái gì mà lạ. Trên mình không có. Ủa đi vô trong chứ, nên đi ra. Đi đâu, đi đâu mà. Dưới còn kìa. Đồ mà. Hả? Quần áo mà. Trong áo mà vừa. Ủa vậy hả? Chỗ nào chị Tiên? Chỗ nào chị Tiên? Mua sữa đâu nặng. À em đi sáng thứ năm em về chứ Tiên. Sáng thứ năm em về sớm. Mình ghé coi à.
Ở ngoài đây lạnh lạnh quá trời luôn, có 10 16 độ chứ tiền lạnh cúm luôn. Dạ em biết rồi, để em nói anh Thành. Dạ em biết rồi, xíu chị nhắn tin chị em nha. Dạ cảm ơn y tiên, xíu chị nhắn tin em đi chị em đi, em ở mấy ngày nữa luôn. Ơi cái hoa đẹp quá ha, ơi hoa nó kết đẹp quá ha, nó kết vỏ đẹp quá ha. Mua gì đâu bà thằng thôi, tại vì khó khăn lắm. Hả? Mua gì đâu bà thằng. Số lạnh thì hỏi đi. Đây nữa nè. Ok, tỷ tỷ. Sao? Hỏi đi. Một ly thôi nè. Một ly nè. Đâu nành. Dạ, thôi chị. Thôi bớt mà lấy cái này, lấy điện. Lấy một ly thôi. Một ly, một ly. Đúng không hả? Thấy giờ thấy comment rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cà phê lớn dữ. Phải cà phê đâu, có khách sạn mà. Cái đó trong khách sạn không ơi, cà phê đó. Ủa nó đâu khác kinh mình đâu. Sao lại nó giống mình đâu. Dạ chị. Gì hết? Gì hết rồi quý? Hết rồi hả? Tắt em đi. Còn có người tắt không đi. Đây nè, kết thúc với nè.